Xin chào các bạn, chúng ta đi tiếp tới sản phẩm cái hệ nhớ 32GB ha. Mình mua mấy ngày nay mà bữa nay mình mới có thời gian rỗi để khui hàng nè. Do hôm qua mưa nên mình để trong cốp xe nó hơi nhăn cái bao bì xíu. Rồi, cũng đóng gói khá là cẩn thận các bạn ha. Rồi, mình sẽ khui cho các bạn xem. Do mình hết dung lượng lưu trữ rồi, mình phải đành mua thêm một cái USB 32GB để mình lưu trữ mấy cái video. Mình không có rỗi để mà mình chỉnh sửa. Rồi. Rồi. Để cái phiếu này qua bên ha. Rồi, ở đây có dán băng keo rồi nè. Này chắc xé luôn các bạn ơi. Xé luôn cho lẹ. Rồi. Đây là thông tin bảo hành, thông tin quan trọng. Sản phẩm đây. Mấy cái sản phẩm của Nhất Tín Computer. Đây, các bạn xem thêm ha. Rồi. À, chỉ có một mặt thôi. À, đóng dấu ngược. Đây, cái thông tin của đơn hàng đây. À, ngay cái dịp sale phí giao hàng thêm nữa là 100.000 chẵn các bạn ha. Cái mộc của Nhất Tín Computer là mình cho cái này qua một bên đó, mấy cái bao này mình để dành nè. Đây Bislab Remax thì nghe thông tin của shop quảng cáo về cái hệ nhớ này tốc độ rất là cao, nhưng mà mình nhắm chừng cái lát 10 thì cũng tầm copy file này kia cũng tầm 20 mê trở lại thôi, mà mình thấy là một điều là ảnh của shop đăng lên là thấy cả 100 mê trên giây. Cái đó là điều không tưởng các bạn ha, đó là điều không tưởng, mình nói thật là không tưởng luôn, tại vì mình test khá là nhiều ổ cứng rồi, mình cũng rõ cái tốc độ của cái hệ nhớ nó đến đâu. Rồi, mình sẽ chia sẻ thêm một video khác ở đường link dưới chú thích, các bạn có thể xem thêm về tốc độ của thẻ ha. Ở đây mình chỉ khui hàng thôi. Mình khui hàng và mình cho thẻ thử, mình test. Cái này khui như thế nào khéo để cho mình còn bảo hành. Cái này là ép rồi. Cái này không có phần chỉ hướng dẫn để đây đây. Cái này phải cắt ngang đây không? Chắc là không. À, mở nắp các bạn nha. Chỉ cần mở nắp mở cái nắp này lên là chúng ta có thể lấy được cái thẻ nhớ ra ngoài ha. Rất là tiện. Mình tưởng là phải cắt ngang bỏ cái phần này chứ. Hãy nhớ các bạn xem ha, đây là lát, cái lát rất là nhỏ, số 10, lát 10 rất là nhỏ các bạn nha, số 10 rất là nhỏ, nhìn rất là khó thấy. À, cái tem của hãng che lại cái phần main tay quay. Rồi. Sau đây mình cho vào một thiết bị mình test thử. Mình lấy cái điện thoại Nokia đi ha. Rồi, điện thoại Nokia. Rồi, mình phải dừng video lại xíu các bạn ơi. Rồi, tiếp các bạn nha. Mình sẽ thử cái thẻ nhớ này vào một cái điện thoại. Mình sẽ lưu dữ liệu thử coi xem như thế nào.
Thì tất nhiên là lưu dữ liệu mình nghĩ là sẽ được rồi. Còn cái việc mà ví dụ như quay video 4K nè, hoặc là cái copy, tốc độ copy thẻ nè, thì mình sẽ đánh giá ở một cái video khác ha. Do mình hiện tại cũng đang thiếu cái máy quay. Điện thoại này mình rất là ưng ý, sẽ có đèn LED, chỉ cần bấm nút lên 2 lần thôi là nó bật đèn LED. Rất là tiện các bạn, đừng đỡ phải mua cái đèn LED, mua cái đèn riêng. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái mục để lưu cái dữ liệu, thì ở đây mình chỉ có cái radio thôi. Mình sẽ cắm cái earphone vào ha. Đây, radio. Mình ghi âm các bạn ha. Các bạn xem cái thời gian chạy ngược của cái dung lượng lưu trữ nè ha. Là ghi mình nếu mà ghi âm á, thì ghi được 543 tiếng 22 phút các bạn nha. Rồi. Với cái dung lượng như như vậy thì mình lưu trữ rất là tốt. Rồi. Mình vào cái file tập tin. Đây, tập tin đây, hãy nhớ đây, mình vô chi tiết đây. Cái hiển thị của dung lượng là 29,1 GB ha. Đã sử dụng mình mới lưu file là 1.3 MB. File ghi âm đây. Mình mở lại mọi nha. Rồi, video sau mình chia sẻ với các bạn về tốc độ copy, tốc độ quay video 4K trên cái thẻ nhớ 32 GB này ha, Remax. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.